Xin chào các bạn. Trong các thiết bị điện tử thì không khó gặp những bánh răng dạng nhựa mềm. Các loại bánh răng này rất dễ bị hỏng. Hiện nay rất khó tìm được nơi gia công bánh răng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đúc bánh răng nhựa này bằng epoxy. Phương pháp này cho kết quả rất tốt. Hơn nữa, tự tay chúng ta làm ra những chiếc bánh răng này thì cũng rất là thú vị. Xin lưu ý trước rằng clip này làm ra là chỉ để chia sẻ ứng dụng và không nhằm mục đích kinh doanh, PR hoặc bán hàng. Trong các loại dạng cơ thì có hai loại bánh răng, đó chính là bánh răng nhựa cứng và bánh răng nhựa mềm. Loại cứng thì dùng rất bền, tuy nhiên loại nhựa mềm thì thường rất hay bị hỏng. Vậy thì tại sao trong các dạng cơ lại cần dùng đến các bánh răng nhựa mềm? Bánh răng nhựa mềm hay còn gọi là flexible gear. Tuy loại này chịu lực kém nhưng mà nó có đặc tính là mềm dẻo, linh hoạt và chịu ma sát rất tốt. Chính vì thế nó sẽ được sử dụng trong một số vị trí đặc biệt trong dạng cơ. Thường là những chi tiết chuyển động quay thường xuyên với tốc độ cao nhưng mà không cần moment mạnh, ví dụ như là khu vực các pulley, rồi những hộp số tua băng hoặc là bộ ly hợp. Nếu sử dụng các bánh răng nhựa mềm ở vị trí này thì sẽ chạy rất êm, không phát ra tiếng ồn. Nhựa mềm nó có đặc tính là đàn hồi cho nên sẽ chịu biến dạng và chịu mài mòn rất tốt. Ngoài ra nó còn được dùng ở những vị trí ít lơ, những vị trí mà các bánh răng ăn khớp dạng đá qua đá lại hoặc là ăn khớp từ trên xuống. Tại những vị trí này thường xảy ra các hiện tượng các răng nhọn đâm vào nhau. Do có tính đàn hồi cho nên là những bánh răng này sẽ tự sửa vị trí rất tốt trong trường hợp bị xung đột răng. Bánh răng nhựa này có nhiều ưu điểm, tuy nhiên nó là nỗi lo của người sử dụng. Hiện nay thì đa phần các bánh răng này đã bị lão hóa và rất dễ vỡ. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Trong lúc thiết kế thì các kỹ sư đã tính toán đến khả năng chịu tải, chịu lực rất kỹ. Cho nên là về cơ bản thì lực nặng không phải là nguyên nhân gây ra vỡ bánh răng, mà nguyên nhân chính đó chính là do sức mạnh của thời gian. Khi sản xuất bánh răng nhựa mềm, họ có dùng thêm chất phụ gia lưu hóa giúp tăng độ dai của vật liệu polymer. Sau một khoảng thời gian dài, cùng với độ ẩm và nhiệt độ của môi trường thì các chất này sẽ bị thủy phân và làm cho các chuỗi polymer đứt ra, khiến vật liệu trở nên giòn và dễ vỡ. Ngoài ra, một số loại mỡ bôi trơn, nó có thành phần hóa học kỵ cao su cũng thúc đẩy quá trình thủy phân polymer trở nên nhanh hơn. Một số loại bánh răng nhựa mềm rất tốt và có thể tiếp tục sử dụng được, chẳng hạn như là của Nasonan nè, những dòng máy Nasonan cổ có những loại này dùng rất bền, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng được. Rồi Victor cũng vậy, rồi có cả Sony loại này nè. Đa phần những bánh răng này được sản xuất cách đây cũng gần 40 năm rồi, tuy nhiên thì vẫn còn dùng rất tốt. Các loại của máy Samsung cũng khá bền. Có một số loại bánh răng thì ban đầu dùng rất là kém, rất dễ vỡ, sau đó nhà sản xuất đã cải tiến vật liệu và chuyển sang một loại vật liệu mới bền hơn, chẳng hạn như của Funai nè. Nó có hai loại ha. Ở đây cũng vậy nè, cái loại cũ này dùng rất kém, rất dễ vỡ, sau đó Funai đã đổi vật liệu và sử dụng sẽ cái loại này tốt hơn nhiều. Riêng đối với những loại của hãng Toshiba thì hầu như là cái nào cũng bị hỏng cả. Chúng ta chỉ cần động tay nhẹ vào là nó sẽ vỡ ngay. Những cái loại này dùng rất là kém. Có những loại bánh răng thì gãy đôi. Có những loại thì là bị méo răng khi lực mạnh nè, nó sẽ bị biến dạng, cũng như là bị vỡ hoàn toàn. Một loại số loại khác thì còn nguyên vẹn nhưng mà khi chúng ta sử dụng một thời gian thì sau này nó cũng sẽ bị vỡ. Khả năng vỡ rất cao. Thì đa phần những bánh răng này không thể tiếp tục được sử dụng nữa, chúng ta cần phải thay mới. Tuy nhiên mua linh kiện mới thì không có. Cho nên lúc trước tôi đã xuống chợ Nhật Tảo và tìm người để tiện bánh răng mới. Tuy nhiên rất khó vì họ làm thủ công cho nên là rất dễ từ chối khi gia công số lượng ít. Giá cũng rất là cao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tự đúc một bánh răng bằng epoxy. Tuy không có đặc tính linh hoạt nhưng mà vẫn dùng rất tốt. Ví dụ ở đây đó chính là bánh răng của Toshiba. Chỗ này không chạy thường xuyên cho nên tiếng ồn không phải là vấn đề lớn. Bánh răng này vẫn chưa vỡ, nó vẫn còn nguyên. Tuy nhiên nếu chúng ta tiếp tục sử dụng thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ vỡ mà thôi. Phương pháp đúc bằng epoxy có ưu điểm là nhanh, gọn, dễ thực hiện, sai số thấp. Tuy nhiên nó chỉ áp dụng trong những bánh răng mà đơn giản, không có rãnh xoắn, không có những khớp nối. Ngoài ra mẫu bánh răng phải còn nguyên vẹn. Trong trường hợp mà bánh răng đã bị vỡ thì chúng ta cần thêm một vài thao tác tiền xử lý, chẳng hạn như là dán hoặc là ghép răng. Trong ví dụ này tôi chỉ thực hiện các thao tác cơ bản với bánh răng dễ. Còn các bánh răng khó thì sẽ phức tạp hơn, thì tùy từng trường hợp mà các bạn có thể ứng biến sáng tạo theo các cách khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thực hiện.
Vật dụng và công cụ chuẩn bị cần có, không thể thiếu mẫu bánh răng. Tiếp theo đó chính là silicone lỏng, một bộ gồm có hai chai, chai A và chai B. Tiếp đến đó chính là nhựa epoxy resin, một bộ gồm hai chai, chai A và chai B. Chai A đó chính là chai keo và chai B đó chính là chất tạo đông. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại, ở đây tôi sử dụng loại pha tỷ lệ là 1:1. Để có màu đẹp thì chúng ta cần thêm màu để pha vào keo epoxy. Tất cả các hóa chất này đều được mua rất dễ dàng ở Shopee. Các hóa chất này đa phần là chuyên phục vụ cho việc đúc epoxy để làm đồ trang trí, móc chìa khóa hoặc là đổ keo làm mặt bàn, làm sàn nhà vân vân. Hộp khuôn đựng bánh răng, khuôn nhựa hoặc là tự làm hộp giấy, rồi cốc pha, đũa khuấy, rồi cân tiểu ly dùng để đông hóa chất. Ở đây dùng thêm đất sét hoặc là băng keo hai mặt loại xốp. Công đoạn đầu tiên đó chính là chúng ta cần làm sạch dầu mỡ trên bánh răng. Sau khi khô, chúng ta sẽ dùng đất sét để cố định bánh răng bầu khuôn. Mặt láng của bánh răng sẽ được quay xuống dưới. Ở đây có thể dùng đất sét hoặc là băng keo hai mặt loại xốp. Tiếp đến đó chính là pha silicone lỏng theo tỷ lệ là 1:1 về khối lượng. Chúng ta khuấy kỹ, khuấy thật đều. Sau đó tiến hành đổ vào khuôn. Bánh răng dễ như vậy chỉ cần đổ một khuôn, một số loại khó thì cần phải ghép khuôn hai lần. Sau thời gian chỉ định của hướng dẫn sử dụng, ở đây là 5 tiếng chúng ta sẽ lấy ra. Đây chính là khuôn silicone sau khi đông. Tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành pha nhựa. Trên thị trường có nhiều loại epoxy, có loại pha theo tỷ lệ 3:1, có loại là 2:1. Ở đây thì tôi dùng loại là 1:1.
khuấy thật kỹ, đều tay khoảng 5 phút. Sau đó tôi sẽ cho màu vào. Khuấy lên một lần nữa. Sau đó tiến hành đổ keo. Sau 24 tiếng, nhựa đã đông cứng và chúng ta có thể tách khuôn. Do trong lúc đúc có vết keo loang cho nên chúng ta sẽ mài lại. Chuẩn bị một vài tờ giấy nhám có độ nhám khác nhau. Giấy xám dùng để mài thô. Kiểm tra lại kích thước. Sau đó chúng ta sẽ mài tinh bằng giấy 1000. Để nhựa được bóng hơn thì chúng ta sẽ mài lại bằng giấy 2000 và nước. Bây giờ tôi sẽ gắn bánh răng vào máy. Chạy rất ok.
Ở đây tôi có đúc thêm nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau. Phương pháp đúc bằng epoxy này cho kết quả rất tốt, các bánh răng rất đẹp. Clip này tôi đã giới thiệu cơ bản về việc đúc bánh răng nhựa dùng epoxy. Các bạn nên làm thí nghiệm trước. Thường ai mới thao tác với epoxy lần đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và kết quả không mong muốn, chẳng hạn như là keo không khô, keo không đông, hoặc là bị mềm, bị bọt khí vân vân. Các bạn nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để có thêm kinh nghiệm. Hy vọng các bạn có thể tự tay làm ra bánh răng để sửa cho những chiếc máy yêu thích của mình. Clip này làm ra là chỉ để mục đích là chia sẻ ứng dụng, không nhằm mục đích kinh doanh, PR hoặc bán hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.